Vũ Khỏe bảo là nhiều khách không có thời gian làm video, ngược lại là khi làm video thì lại không có khách. Vừa nãy đã chia sẻ ấy, cái gì mà tốn thời gian nhưng mà kiếm được ít tiền thì đi thuê, còn cái gì mà kiếm được nhiều tiền mà mất ít thời gian thì mình làm, đúng không? Thế thì những cái việc như là đi edit, chỉnh sửa, đăng các thứ mình thuê. Một là mình thuê nhá, hai là mình biến họ thành partner vào đội với tao, anh em mình chung, mày edit cho tao, tao sẽ đi quay. Thì chung ban đầu thì có thể là chung, nhưng mà khi mà mình chung rồi, nếu như hai anh em làm ăn ý thì không sao, nhưng mà không ăn ý ít ra mình cũng được trải nghiệm cái việc mà làm việc cùng với một người kỹ thuật nó như nào. Thì mình lúc đấy mình có thể mình tính mình thuê, mà lúc mình thuê mình biết rõ luôn là mình cần cái việc gì ở cái người đấy, đúng không? Thì một là mình thuê ngay từ đầu, hai là mình tìm ai đó làm partner. Đây người đã sẵn sàng làm partner. Bây giờ thử hỏi một ông edit lương 10 triệu một tháng, bây giờ mình kéo ông vào, bây giờ mình làm thêm với tao này, làm cùng tao này, thì có phải là tự nhiên ông ấy chỉ cần làm cái công việc mà ông ấy thích? Cái người làm kỹ thuật thì người ta rất thích làm kỹ thuật, cái người làm edit, cái người chỉnh sửa, người ta rất thích chỉnh sửa, đúng không? Bởi vì mình cũng tìm hiểu về chỉnh sửa, và bây giờ cái cảm giác khi mà mình cầm cái bàn phím mình ngồi mình chỉnh sửa rất là sướng. Nhưng mà đấy nó dễ là cái bẫy, đấy là dễ cái bẫy cho anh em, bởi vì mình lại đi theo con đường kỹ thuật là chết, đúng không? Nhưng mà mình phải lợi dụng cái tâm lý đấy để mà mình kéo những anh em khác vào. Ví dụ bây giờ xung quanh anh em kiểu gì có 1-2 thằng biết edit, bởi vì những ông edit thì sẽ chơi với những ông edit, đúng không? Gọi bọn nó vào, 1-2 thằng vào và cho nó join vào team cùng. Tôi ông ăn chia 30-70 hoặc 50-50 tùy thuộc. Thì đấy là một cái để mà mình giảm cái việc kỹ thuật. Thế còn vấn đề là nhiều khách quá thì đầu tiên là chúc mừng đã, nhiều khách chứng tỏ là thành công trong cái vấn đề là thu hút rồi, đúng không? Thế thì nhiều khách thì phải xây dựng đội nhóm. Mình cũng đã trải qua giai đoạn nhiều khách rồi, rất nhiều khách, mà lúc đấy đội nhóm của mình có 8 người và bán bất động sản Phú Quốc này, Thanh Hóa này, Quảng Ninh này, tất cả đều thành công hết. Và cái việc duy nhất là lúc đấy là gì? Chỉ có làm video thôi, edit thuê một người luôn và làm video. Sau đấy thì khách gọi điện đến, mình có thể tư vấn điện thoại cho khách khoảng 30 phút, sau đấy làm sao đưa cho anh em đồng đội xử lý tiếp, mình 30%, anh em 70%, hoặc là tùy thuộc tỷ lệ anh em tùy thuộc đấy, nhưng mà mình gì 30, anh em 70. Thế thì lúc đó đội nhóm họ sẽ rất là thích mình, bởi vì là sao? Bởi vì họ gần như không phải đi tìm kiếm khách, họ thì sẽ follow mình. Có anh gì nhỉ, Dũng đấy, ông truyền cảm hứng cho người khác, ông không làm. Người ta bảo là leader teacher mà, đúng không? Thế bây giờ mình truyền cảm hứng cho người khác thì mình cũng phải làm chứ. Mình làm thì đôi khi là mình làm thôi anh em, không phải truyền, không phải nói thêm một câu nào nữa, anh em nó tự làm theo. Đấy là ví dụ đang nói về cái câu chuyện là mà làm marketing. Đó thì một, kỹ thuật thì đi thuê hoặc hợp tác. Hai, nhiều khách quá thì tìm đội nhóm để mà cùng làm. Đó, chỉ sợ không có khách thôi, chứ còn nhiều khách quá thì lo gì, đúng không?